Thưa quý vị, và ngày hôm qua thì bộ phim Quyên của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được giới thiệu tại Hà Nội. Đây là một trong số những tác phẩm mà trước khi ra rạp đã nhận được sự quan tâm của đông đảo không chỉ những người yêu điện ảnh. Tại nước Đức thì có rất nhiều Việt kiều ta đã khóc khi xem phim Quyên, một tác phẩm tái hiện lại cuộc sống xa xứ đầy gian nan vất vả của một bộ phận người Việt khi bức tường Berlin sụp đổ cách đây 30 năm. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của một đạo diễn đã lừng danh cách đây 5 năm qua tác phẩm điện ảnh chuyển thể Cánh đồng bất tận. Sau khi công chiếu tại Berlin, Đức, rồi trở lại Sài Gòn, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cùng dàn diễn viên đã giới thiệu Quyên tại Hà Nội. Phim cũng chính thức được công chiếu tại các rạp vào ngày hôm qua. Dựa theo tiểu thuyết Quyên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ, Quyên là hành trình của một cô gái xinh đẹp theo chồng trốn từ Nga sang Đức trong thời kỳ bức tường Berlin sụp đổ. Bộ phim kể về một khoảng thời gian đầy khó khăn, khốc liệt và nước mắt, nhưng không bao giờ quên của cộng đồng người Việt tại Đức. Bản thân Quyên thì là một người phụ nữ và bạn Ngọc Anh là một người phụ nữ, vì thế nên nó có một cái sự đồng cảm nhất định. Và dù là Quyên có trải qua những cái điều gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng là một người mẹ, và Ngọc Anh chưa từng trải qua điều đó, nhưng rồi chắc chắn trong tương lai Ngọc Anh cũng sẽ được trải qua điều đó. Và để mà khi mà Ngọc Anh vào nhân vật Quyên, Ngọc Anh có cảm giác như Ngọc Anh đã sống cả một cuộc đời của một người phụ nữ. Quyên cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sau 5 năm anh cho ra đời Cánh đồng bất tận. Quyên tiếp tục là tác phẩm điện ảnh, sản phẩm được anh chuyển thể từ một tác phẩm văn học. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ, tác giả của Quyên, cũng có mặt trong sự kiện ra mắt tại Hà Nội. Trong cái quá trình tìm hiểu để mà làm phim và quá trình làm phim thì giữa bản thân cá nhân tôi cùng với lại tác giả kịch bản là nhà văn Nguyễn Ngữ, cũng như là nhà văn đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình có cái nhất trí cao là làm thế nào đưa một cái thông điệp duy nhất làm cho cái hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tròn vẹn hơn, sáng sủa hơn, đẹp đẽ hơn, thì cái cuộc mối duyên tình này nó đã là mỹ mãn lắm rồi. Với những gì được đầu tư thì Quyên rất xứng đáng để công chúng đến rạp xem vào mùa hè này. Bởi Quyên tiếp tục cho thấy sự nỗ lực của điện ảnh Việt Nam trong việc chinh phục khán giả Việt.